Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh bò xốp từ lá dứa. Bánh của mình rất là mềm, xốp và thơm ngon. Đây các bạn xem những chiếc bánh của mình nở bông lên rất là đẹp ha. Và cái cách làm của mình cũng rất là đơn giản, chia sẻ đến cho các bạn cùng xem nha. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ mình. Và bây giờ cùng làm bánh nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm bánh bò bông theo cái kiểu này. Rất là đơn giản luôn các bạn. Nhưng mà bánh của mình rất là mềm, xốp và thơm ngon. Thì ở video trước mình có chia sẻ về cách làm bánh bò bông, nhưng mà làm bằng trứng thì cũng được rất nhiều cô chú anh chị và các bạn quan tâm hỏi mình cái cách để làm sao không có trứng. Thì với cái món bánh này các bạn có thể ăn chay được nè. Và cái cách làm của mình cũng rất là đơn giản, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Và nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bánh này ở đây gồm có là 100g bột mì. Thì ở đây mình sử dụng là bột mì số 8 nha các bạn, hay là bột mì đa dụng đều được ha. 100g bột gạo mịn, 100g đường cát. Bên đây là 200ml nước cốt dừa, các bạn có thể thay bằng sữa tươi không đường nha. Và bên đây là 50ml nước ép lá dứa. Để cho cái phần nước ép lá dứa được cái màu xanh đẹp thì các bạn có thể thêm một xíu là tinh dầu lá dứa nha, để cho cái màu đẹp hơn. Và bên đây mình sử dụng là men nở khô 2g. Đây mình hay sử dụng cái loại men này nè các bạn, không cần phải kích hoạt. Men này có thể dùng làm bánh mì, bánh bao, bánh bò, rất là ngon. Và tiếp tục bên đây là mình sẽ sử dụng thêm 2g bột nở nữa nha các bạn. Đây là baking powder nè, mình dùng cái hiệu này, 2g. Và nửa muỗng cà phê muối. Đó. Thì mình dùng cái muỗng cà phê như thế này để đo lường ha, để cho chính xác cho các bạn xem nha. Thì mình thường sử dụng đo lường trong làm bánh đó là gam. Mình bỏ lên cái cân mình cân, hoặc là mình dùng bằng muỗng cà phê như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn bột, các bạn cùng theo dõi nha. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đi đun nóng cái phần nước cốt dừa nha các bạn. Mình cho vào đây là 200ml nước cốt dừa. Mình sẽ làm tan chảy đường ra ha, để mình làm bánh cho ngon. Và mình cho vào đây là 100g đường cát. Và mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ nấu cho cái phần nước đường này tan nha các bạn. Mình không cần nấu sôi đâu nha, mình chỉ nấu cho cái phần đường được tan ra là được rồi. Mình quậy xíu là đường đã tan hết rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt bếp và để cho nguội nha. Mình cho vào đây là 2g nha các bạn. 2g là tương đương với một muỗng cà phê bột nở nha. Như vậy là 2g nha. Và tiếp tục mình sẽ cho là 2g men nở khô. Thì các bạn một muỗng cà phê tương đương với 2g ha. Mình cũng cho vào luôn. Và bên đây là 50ml nước ép lá dứa nha. Đây là cái phần nước đường và nước cốt dừa lúc nãy mình nấu nè. Để nguội luôn nha các bạn. Nếu mà nóng quá là men của mình không dậy nha. Và mình sẽ cho từ từ vào mình trộn bột ha. Vừa cho vừa trộn bột lên. Mình sẽ trộn cái hỗn hợp bột này lên. Cái cách làm này cũng rất là đơn giản nha. Thì là bánh bò có rất là nhiều cách để làm nha các bạn. Nhưng mà các bạn làm và nên trải nghiệm xem cái công thức. Mỗi cái công thức là mỗi cái bánh của mình mang cái hương vị khác nhau. Nên các bạn cứ làm và trải nghiệm. Cũng như mình muốn chia sẻ nhiều cái công thức bánh ngon đến cho các bạn cùng xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cho tan bột hết nha các bạn. Thì bột mình quậy được một lúc thì cũng tan hết rồi nè các bạn.
Nếu các bạn thích cái dòng chảy được mịn hơn thì mình có thể rây qua cái rây để cho bột được mịn ha. Và bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm để mình bọc lại và mình ủ trong vòng là 1 tiếng. Nếu ở nơi các bạn nóng thì có thể là 35 đến 40 phút là bột của mình đã dậy rồi nha. Tùy theo cái nhiệt độ ở nơi các bạn ở nha các bạn. Thì thời gian nãy giờ mình ủ bột khoảng 40 phút nè các bạn. Vì nơi bên mình hơi nóng nha. Đó. Cái bột rất là dậy luôn. Lúc này các bạn cầm cái giá các bạn múc bột á, cái cảm giác bột rất là nhẹ. Và bây giờ mình sẽ quậy đều lên ha, để cho bột được vỡ những cái bọt bong bóng nè các bạn. Nãy giờ bột nghỉ đó. Đây các bạn xem những cái lỗ li ti là bột của mình rất là đạt nha. Để đổ bánh cho dễ thì ở đây mình sử dụng cái ca nhọn như thế này nè các bạn. Có cái miệng nhọn ha. Để mình dễ gót bột vào cái khuôn. Thì về phần khuôn không nhất thiết phải giống mình nha. Các bạn có khuôn sành, khuôn mà các bạn yêu thích đó thì các bạn có thể thoa một lớp dầu và mình cho bột vào hấp bánh. Tùy theo khuôn của các bạn lớn nhỏ. Không nhất thiết là phải giống như mình nha. Đây là mình sử dụng khuôn bánh lăng và lớp một lớp giấy nướng. Và chuẩn bị một nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho khuôn vào. Thì cho khuôn hết vào nồi thì mình sẽ từ từ rót hết cái phần bột vào khuôn nha các bạn. Thì với mình cái cách hấp bánh bò rất là đơn giản. Tùy theo các bạn dùng khuôn to hay khuôn nhỏ. Thì với mình cái khuôn như thế này nè, mình hấp trong vòng 10 phút với lửa lớn. Đặc biệt là hấp bánh bò bông, các bạn không thể nào dở nắp ra giữa chừng xem cái bánh của mình chín chưa nha. Có nghĩa là mình hấp trong vòng 10 phút là mình đậy nắp suốt luôn. Mình không có được dở ra xem cái bánh của mình như thế nào nha các bạn. Vì mình làm là mình có cái thời gian. Đó, cho bột hết vào, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Và mình hấp với lửa lớn trong vòng 10 phút. Trên cái nắp các bạn nên dùng một tấm khăn để cho bánh của mình không bị xuống mồ hôi nha. Không có bị xuống hơi nước đó. Và bây giờ là sau 10 phút mình sẽ dở bánh cho các bạn xem nè. Đó, bánh của mình rất là ngon chưa? Nở bông luôn nè các bạn. Và cái cách thử bánh, cái bánh chín chưa thì mình dùng cây tăm. Mình xiên qua bánh, bột không dính vào tăm là bánh của mình đã chín rồi nha. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và đậy nắp lại đây 3 phút nữa mình hãy lấy bánh ra nha các bạn. Các bạn đừng có lấy ra liền ha. Đây là bánh bò bông rất là ngon luôn nè. Và bây giờ thời gian là sau 3 phút ha các bạn, mình sẽ dỡ bánh ra ha. Bánh của mình rất là ngon nha. Thơm cái mùi nước cốt dừa, bánh nở tay rất là đẹp. Đây các bạn xem cái bánh của mình nè. Ngon chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh của mình ra nha các bạn. Đây nè các bạn, bánh của mình rất là dễ dàng lấy ra ha. Mình đã lót ở dưới này một lớp giấy nè, thì mình lấy ra rất là dễ. Các bạn thấy không? Cái bánh của mình nở rất là cao ha. Đây là những chiếc bánh bò nè các bạn. Cái tay bánh thì tự bung ra ha, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ một chiếc bánh ra mời các bạn cùng thưởng thức ha. Bánh của mình bên trong nè, rất là xốp và mềm. Với cái hương lá dứa, cái màu cho đẹp thì các bạn nên thêm một chút hương lá dứa ha, và cái tinh dầu lá dứa để cho cái màu được đẹp nha các bạn. Món bánh bò này hôm nay mình sẽ ăn như thế này nha. Nếu các bạn muốn ngon hơn thì mình có thể ăn kèm với muối mè mình làm nha các bạn. Còn nếu không thì cứ như vậy ăn, vì cái độ ngọt và nước cốt dừa mình đã cho trực tiếp vào bánh rồi. Và video này mình cũng không chia sẻ cái cách làm nước cốt dừa ha. Nếu các bạn muốn làm thì mình có thể tìm xem lại những cái video trước mà mình đã chia sẻ món bánh bò bông đó các bạn. Nhưng mà bánh bò bông đó là có trứng nha. Còn bánh bò này là hôm nay mình làm không trứng, có thể dùng ăn chay được. Nhưng bánh bò rất là nhẹ và xốp. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức bánh bò nha. Món bánh bò này rất là ngon các bạn. Nở bông xốp rất là tuyệt vời. Ăn có cái vị béo và cái độ ngọt thì vừa phải nha. Thì với cái công thức này bánh bò rất là ngon. Bánh mềm xốp và thơm. Đặc biệt rất là béo từ nước cốt dừa. Mình chia sẻ đến cho các bạn xem. Nếu các bạn yêu thích cái món bánh bò bông thì hãy cùng mình làm cho gia đình thưởng thức.
và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ mình nha các bạn. Mình sẽ cố gắng sáng tạo nhiều món bánh ngon để chia sẻ đến cho các bạn cùng xem nha. Và bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn.